Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn tham quan tiến độ của dự án thi công nút giao An Phú. Hiện tại thì chỉ có 4 gói thầu xây lắp chính. Gói thầu xây dựng hầm chui hai chiều từ đường cao tốc hướng về hầm Thủ Thiêm trong thời gian vừa qua không thay đổi nhiều, đã đổ bê tông hầm cho 5 đốt hầm hở. Hiện tại thì đang thi công vách hầm. Ba nhánh cầu Bà Giạc thì đã đổ bê tông cho các bảng mặt cầu và đang thi công các mố cầu. Dự kiến thì trong năm 2024, chủ đầu tư sẽ khởi công 6 gói thầu còn lại để tăng tốc dự án, đưa dự án về đích đúng hẹn. Hầm chui ở ngã ba với đường Đồng Văn Cống cũng đang được triển khai thi công hai đầu hầm chui hở. Ngoài ra, nút giao này cũng sẽ có thêm hai nhánh cầu vượt từ đường Mai Chí Thọ vào đường Đồng Văn Cống. Ở hai đầu hầm chui này thì cũng đã được đổ bê tông lần lượt là 2 đốt hầm và 3 đốt hầm. Như trong video các bạn có thể thấy, lưu lượng xe đi qua nút giao này là rất lớn. Hy vọng trong thời gian tới, nút giao sẽ được đẩy mạnh thi công để về đích đúng hạn, giải tỏa ùn tắc cho khu vực này. Cảm ơn mọi người đã xem video, hãy nhấn like và subscribe để kênh làm ra những video hay hơn trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.